Các cô gái không thể xem video này được bạn à? Nghe đúng, nhưng bạn có thể thắc mắc tại sao? À, đó là vì trong video này, tôi có một số thử thách khó khăn mà chỉ con trai mới có thể vượt qua được. Bạn có thể hỏi còn con gái thì sao? Có một khả năng nhỏ là các cô gái cũng có thể vượt qua những thử thách này. Hãy xem liệu bạn có thể vượt qua những thử thách này hay không. Vậy bạn đã sẵn sàng chưa? Thử thách 1, mũi tên vào thứ bạn yêu thích. Tích video nếu bạn hoàn thành việc này. Thử thách 2, bây giờ tìm chữ S trong hình ảnh này trong 5 giây. Hãy chia sẻ video này nếu bạn đã hoàn thành cấp độ này. Bây giờ là cấp độ cuối cùng. Thử thách 3, tôi đã giấu 3 cái này, đó là các biểu tượng cảm xúc, nó ở đâu đó trong video này, nên bạn phải tìm thấy chúng. Bạn cũng có thể tua lại video để tìm chúng, cho tôi biết chúng ở đâu qua bình luận nếu bạn có thể thấy chúng. May mắn và bây giờ, cá là bạn không thể nhấp vào video trên màn hình trong 3 giây. 3, 2, 1, bạn đã thua.